Làm thế nào khi chúng ta bị người khác chửi hay là xúc phạm? Có lẽ trên hành trình cuộc đời thì cái chuyện này rất là thường xuyên đúng không ạ? Anh ta phải gặp một hai lần hoặc có thể gặp nhiều lần. Trong công việc yoga của Kim Ba thì cũng vậy thôi. Khi mình làm một công việc nào đó thì cũng sẽ có người yêu quý mình và có kể cả những người ghét mình. Chuyện này rất là thường tình. Nhưng quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái suy nghĩ của mình, kiểm soát được cái cảm xúc của mình để mình không bị cuốn vào những cái câu chuyện phù du đấy. Khi mà ai đó mà họ chửi mình, có thể trên mạng xã hội chẳng hạn, giống như cái ba mình chia sẻ những cái bài tập yoga trên internet, thì khi mình chia sẻ lên một bài tập hướng dẫn thì có một vài người vào nói theo kiểu comment bảo là cái thằng này nhìn chả ra giống cái giáo viên gì cả, tóc thì dựng lên, quần thì sắn như là kiểu đi cấy chẳng hạn, thì họ xúc phạm hoặc bảo thằng dở hơi, nói phét bốc phét kiểu như vậy. Thế thì khi mà ai đó mà họ xúc phạm hoặc chửi mình thì đầu tiên mình sẽ phải kiểm tra đã, là xem là họ chửi có đúng không. Nhiều khi mình làm trong mọi thứ không phải lúc nào mình đúng tất cả, đúng không? Mình không thể trở nên hoàn hảo được, nên là có thể mình sẽ làm sai một điều gì đó chẳng hạn. Thế nhỡ đâu họ chửi đúng thì sao? Trong cuộc đời của chúng ta có người khen mình và có cả người soi mói mình mà, nên là chúng ta phải cảm ơn cả những người soi mói mình hoặc là mắng mình, tại vì có thể là họ đã phát hiện một cái lỗi sai nào đó của mình chẳng hạn. Thì mình tất nhiên thì khi mà họ chửi mà đúng thì chúng ta phải cảm ơn cho họ chứ, tại vì họ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, giúp chúng ta tìm ra cái lỗi sai của bản thân mình mà chúng ta thể khắc phục điều đấy. Thì giống như cái ba là mình chia sẻ rất nhiều bài tập, nhưng có người vào góp ý là giọng gì mà suốt ngày nói ngọng chẳng hạn, thì mình cũng phải cảm ơn họ, cảm ơn bạn vì đã góp ý, và mình sẽ cố gắng luyện tập để làm sao điều chỉnh cái âm lượng của mình nó tốt hơn, cái mình sẽ bị ít ngọng đi. Thì đó là yếu tố đầu tiên, thì mình cảm ơn họ thôi. Nếu mà họ góp ý đúng thì mình cảm ơn và rút kinh nghiệm, chúc họ một ngày tuyệt vời, tại vì họ đã giúp mình biết ra một cái lỗi sai cho bản thân mình. Có trong trường hợp thứ hai là họ chửi nhưng mà nó lại không liên quan gì cả, thì mình phải kiểm tra yếu tố thứ hai nữa. Vì ví dụ như câu chuyện vừa rồi chẳng hạn, mình chia sẻ một bài tập nhưng họ vào họ bảo là cái ông này kiểu như là suốt ngày sắn quần lên kiểu đấy, nhìn chả ra giống huấn luyện viên gì cả kiểu như vậy. Thì cái kiểm tra là nếu mình sắn quần lên thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì trời đất, đúng không các bạn, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả tập luyện. Thì cái sự tức giận của một số người khi họ cảm thấy những thứ mình có hoặc hành động mình làm ấy nó không giống như gì họ nghĩ, thì đơn giản thì họ cảm thấy khó chịu thì họ nói thôi. Nên khi mình kiểm tra, ví dụ như một trường hợp như này chẳng hạn, một trường hợp là mình nói ngọng, xong một chị vào comment rất là xúc phạm, thế mình kiểm tra ra hóa đúng thật chị này chị làm ngành sư phạm, thì đơn giản những người làm sư phạm thì họ sẽ rất là chỉnh chu trong việc là điều chỉnh cái âm lượng của chị ấy, đặc biệt là chị hình như dạy môn văn nữa. Thì mình hiểu ra thì đơn giản là cái nguyên tắc trong ngành của họ là họ không được mắc sai như vậy. Như vậy khi mà họ nghe một điều mà không giống như gì họ đang làm thì họ cảm thấy khó chịu, họ chửi thôi, đơn giản quá đường. Thì mình đơn giản chỉ cảm ơn họ thôi, tại vì mình có chửi lại chả tác dụng gì cả, và làm cho mình trở nên rác ở trong đầu mình. Hoặc có tình huống một yếu tố tiếp theo ở trong yếu tố này, đó là đơn giản là nhiều khi có những thứ mà rất là bình thường với bạn, nhưng với ai là họ cảm thấy nó không giống họ, và những gì không giống nhau thì họ cảm thấy, vậy con người chúng ta có một phần nào đó họ cảm thấy là chúng ta muốn mong muốn người khác phải giống mình, nhưng giống những người giống nhau sẽ chơi với nhau, đúng không? Thế những người mà đôi khi khác nhau chúng ta hay xung đột chẳng hạn. Thế cái sự xung đột ấy đơn giản vì cái hình ảnh người thầy của họ chẳng hạn là hình ảnh người thầy của họ là mặc quần áo thể thao, hình ảnh người thầy của họ là không dựng tóc chải nghiêng chẳng hạn, thì đơn giản điều đấy làm cho họ tạo ra một cái hình ảnh, hình mẫu mà họ đã có trong quá khứ, cái hình mẫu của mình nó không phù hợp với họ nên họ cảm thấy không được thoải mái. Thế là khi mình hiểu ra điều đấy, hiểu ra cái cuộc sống của họ rồi, mình cảm thấy bình thường và mình cảm thông với họ. Thì khi gặp cái tình huống đấy thì mình có nhiều lựa chọn, cảm ơn họ và bỏ qua thôi. Còn nếu họ cố tình thì mình, nếu mà trên mạng xã hội đơn giản chúng ta ấn nút block, thế là xong. Thì có một cái chia sẻ trong cái phần đấy thì đơn giản là có một cái vấn đề, đó là chúng ta hay xung đột trong cái việc là không giống nhau, chúng ta cứ đòi hỏi người khác phải giống mình thì mình mới hạnh phúc chẳng hạn. Thì tất nhiên cái điều đấy nó rất là khó thể thay đổi được ai cả, mình chỉ thay đổi cái suy nghĩ của mình thôi. Thì trước kia mình vậy, mình nghe những người khác mà chửi mình rất là dễ tức giận, mình nghĩ đơn giản là họ chửi thì đơn giản là có thể là một ngày, đặc biệt trên hành vi trên mạng xã hội chẳng hạn, đôi khi những người hay chửi bậy ấy, họ chửi nhiều người, không phải chửi một mình đâu. Cái câu chuyện vui kiểu như này, mình thấy Tiễn vào phê mình xong rồi chửi, thế là mình inbox bảo là ê, tôi làm gì ông mà ông chửi tôi. Thế họ nhắn lại bảo là cái gì, tôi chửi ông bao giờ, tôi chửi ông lúc nào,
tôi chửi ông bao giờ đâu nhỉ, buồn cười nhỉ, ông là ai tiễn bảo tôi chửi ông. Thế cái kiểu đấy rất là buồn cười, đó là một ngày họ chửi nhiều người quá, làm sao họ nhớ được là họ chửi ai cả. Đúng không, họ chửi nhiều người, cái người đã chửi người ấy thì họ sẽ chửi nhiều người chứ không phải chửi một mình đâu. nên là họ còn quên mất thế mình tức giận làm gì. Hay là đơn giản như kể cả trên đường đi chẳng hạn, hàng ngày va quẹt một chút chẳng hạn, sẽ có người quay lại là xin lỗi nhau mà chúng ta bỏ qua nhau, có người quay ra bảo mày đi kiểu gì ấy, mình như ngu ấy, ngu con bò ấy chẳng hạn. Thế mình phản kháng lại thì họ càng chửi nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà hàng ngày thì họ, những người mà hay tức giận như vậy thì họ cũng sẽ chửi nhiều người thôi. Nên là việc của mình là mình bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cảm xúc của mình, đơn giản là mình hãy coi đó là một cái may mắn, là ít nhất là chỉ là va quẹt thôi chứ không phải đâm vào nhau, lát bét nhau ra. Thì mình nghĩ điều may mắn như vậy thì mình sẽ cảm thấy thú vị hơn, cũng như là hạnh phúc và may mắn hơn, mình sẽ cảm thấy không bị tức giận và mình bảo vệ được cái suy nghĩ của mình. Còn tất nhiên trong công việc thì sẽ có nhiều người đố kỵ với mình, họ sẽ nói xấu mình, đó là rất là thường tình. Nhưng một phần nào đó các bạn ạ, một phần nào đó trong cuộc sống chúng ta ấy, còn có người nói xấu mình, nghĩa là mình còn thành công đấy. Ở phần nào đó chúng ta nghĩ một góc khác, là nếu mình đang làm việc tốt, mình phấn đấu tốt lên, mình có làm tốt đến mấy cũng sẽ có người ghét mình. Nên là có người ghét mình như một yếu tố nào đó là cũng thể hiện là mình là người có giá trị. Tại vì mình có giá trị thì họ mới ghét mình, nói xấu mình chứ. Họ mới chửi mình chứ. Nếu mà mình không có giá trị gì thì họ quan tâm gì đến mình nữa, họ đi chửi người khác, đúng không? Thường là người mà kém hơn thì chúng ta hay đố kỵ người cao hơn. Nên là chuyện rất bình thường. Một phần nào đó chúng ta nghĩ ở góc đấy cho thoải mái đi, cho dễ chịu đi. Hay thì những cái hành vi mà mình làm hàng ngày, kể cả mình làm việc tốt chẳng hạn, đơn giản bạn làm một việc gì đó tốt, bạn chia sẻ một cái kiến thức chuyên môn nào đó của bạn chẳng hạn, bạn chia sẻ lên cho những người khác, sẽ có người nhận và người không nhận. Thế cái người nhận thì họ sẽ cảm ơn bạn, còn người không nhận thì họ sẽ bảo là ông biết cái gì đâu mà đòi chia sẻ chẳng hạn, đã giỏi đâu mà đòi bạt đẹp giúp đỡ người khác, kiểu như thế. Hay là theo kiểu là đạo đức giả, chuyện rất là thình lình, đấy là cái suy nghĩ của họ. Nên là có một phần đó là chúng ta không thể nào mà bắt cái họ thay đổi cái suy nghĩ được, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta về họ, thì lúc đấy chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn. Và khi chúng ta trao đi, chúng ta giúp đỡ đi, chúng ta làm việc một điều nào đó, thì cái người nhận thì cứ nhận, hay gọi là người yêu mình thì cứ yêu mình, và người ghét mình thì cứ ghét mình thôi. Và đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, cái hành vi trên mạng xã hội nó thể hiện một cách rất rõ, cái sự tức giận của mọi người rất dễ thể hiện trên mạng xã hội. Vậy thì một cái chia sẻ đó trong video này thôi, đơn giản. Trong đặc biệt trong cái công việc là các bạn huấn luyện viên chẳng hạn, thì chúng ta hành xử trên mạng xã hội thì chúng ta cần có cái ý nghĩa hơn, nắn điều có ý nghĩa ở trên đấy. Mình nghĩ đơn giản mình chỉ comment một vài câu trách móc ai cả thì nó qua đường, nhưng mà cái comment, cái tin nhắn sẽ tồn tại mãi mãi ở trên đấy. Một ngày nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là ân hận vì điều đấy. Như vậy thì đừng vội phán xét ai, đừng vội chỉ trích ai. Có thể cuộc sống của họ sẽ không giống cuộc sống của mình, suy nghĩ của họ sẽ khác suy nghĩ của mình, nên có thể là cái điều họ đang nghĩ hoặc là các điều họ đang làm nó khác mình, đơn giản như vậy thôi. Nên không có gì mà phải phán xét hay tức giận cả. Còn với bản thân mình thì cũng vậy, khi họ tức giận với mình, họ chửi mình, đơn giản nếu đúng thì chúng ta nhận và chúng ta lắng nghe, và nếu nó không đúng thì đơn giản đó là cái điều mà không giống như họ nghĩ, nên họ tức giận và phán xét chúng ta. Nên một cách nào đó thì có thể tránh xa họ ra càng tốt. Tránh xa ở đây nghĩa là không quá bận tâm đến họ, tại vì ngoài kia còn vô số người đang cần mình giúp đỡ, nên mình không nên quá tập trung vào một người để quên đi những thứ mà mình đang làm, quên đi con đường của mình. Hay có câu gì nhỉ, có câu tục ngữ là chó có sủa đoạn đường cứ đi ấy, kiểu như vậy. Thì hy vọng với chia sẻ ngắn này giúp bạn quản trị được cảm xúc của mình, suy nghĩ một góc độ khác. Khi mà chúng ta có những cái sự căng thẳng trong cuộc sống, sẽ luôn có người yêu mình mà, luôn có người yêu quý mình, sẽ có người nở nụ cười với bạn, có người nở cái mặt hầm hầm, nhưng điều quan trọng là bạn luôn nở nụ cười trên khuôn mặt của mình, đó là điều kiên quyết. Chúc bạn luôn có những điều may mắn đến với mình, có điều hạnh phúc đến mình. Xin chào.